Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc triển lãm Mega Day 2020, chủ đề là khởi tạo hành trình mới. Mega Day là sự kiện lớn nhất trong năm 2020 của Amway Việt Nam, được tổ chức theo chuẩn quốc tế, từ ý tưởng hình ảnh công nghệ tới cách thực hiện. Chương trình được thiết kế mới lạ, chuỗi hoạt động bao gồm những trải nghiệm về công nghệ, mua sắm trực tiếp, các buổi chia sẻ chuyên sâu về các chủ đề về dinh dưỡng, về thể thao, với nhiều khu vực trải nghiệm. Thực tế, triển lãm năm nay thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của người Việt Nam, một trong các quốc gia năng động và giàu tinh thần khởi nghiệp. Amway Việt Nam vừa khai mạc triển lãm Mega Day 2020 với chủ đề Khởi tạo hành trình mới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC. Triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 40.000 khách hàng, nhà phân phối đến tham quan và trải nghiệm. Đồng thời trong thời gian này, Amway cũng ra mắt kế hoạch trả thưởng mới Core Plus với nhiều điểm đổi mới. Mega Day là sự kiện lớn được tổ chức theo chuẩn quốc tế, gồm những trải nghiệm về công nghệ, mua sắm trực tiếp, các buổi chia sẻ chuyên sâu về các chủ đề dinh dưỡng, thể thao đến từ các diễn giả là các chuyên gia nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Chủ đề lần này đó là khởi tạo hành trình mới ở New Amway, nhằm giới thiệu một Amway mới, một diện mạo Amway mới trong thời đại công nghệ 4.0. Một Amway hiện đại, trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được những giá trị, những nguyên tắc của mình. Năm 2020, tập đoàn Amway đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ vào các nền tảng kỹ thuật số nhằm cho phép công ty và nhà phân phối đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.